Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là dàn lạnh bên trong xe của xe Kia Pride và Mitsu Laser. Đây là cái sản phẩm xe đời cổ rồi. Nó thuộc từ đời 83-84. Cái dàn đời này thì chủ yếu trên tất cả các dòng xe nó đều là dàn cuốn anh em nhé. Đây các cái lan nó rất là thưa, rất là dàn cuốn. Đây là cái hai cái đường ra của để ra của dàn lạnh. Một đường fin thì bắt thẳng vào van tiết lưu và một đường hồi này thì dẫn ra để dẫn xuống đốc. Đầu là dàn này thì nó bắt bằng co gen, nó không bắt bằng mặt bích. Và sản phẩm này là sản phẩm của công ty Formula Thái Lan với mã sản phẩm là 9005-209700. Đây. À, đây là phía mặt trước của sản phẩm này. Em dựng đứng này. Phía mặt sau này. Sau của sản phẩm. Và cái dàn lạnh cuốn này nó khá là dày, giúp cho độ tả nhiệt rất là ok. À, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm. Đó chính là cái dàn lạnh trong xe của xe Kia Pride và Mitsu Laser đời 83-84. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần liên hệ hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.